polyp túi mật và những điều cần biết. Polyp túi mật là một bệnh lý khá phổ biến ở nước ta hiện nay, xuất hiện ở mọi lứa tuổi và không có sự phân biệt giới tính. Có nhiều người cho rằng nó là một căn bệnh lành tính nên không tìm phương pháp điều trị mà cứ sống chung. Nhưng thực tế cho thấy, số lượng bệnh nhân đang bị polyp túi mật đe dọa từng ngày bởi các triệu chứng buồn nôn, chán ăn, mệt mỏi, đau bụng, suy nhược, giảm cân. Yếu tố khiến bạn bị polyp túi mật đầu tiên là di truyền. 30% bị polyp túi mật có liên quan tới yếu tố di truyền. Thứ hai, dinh dưỡng. Do quá trình ăn uống không lành mạnh, nhất là người ăn nhiều dầu mỡ và thức ăn nhanh. Kế tiếp, tuổi tác. Polyp túi mật có dấu hiệu tỷ lệ thuận theo độ tuổi, tức càng lớn tuổi càng dễ bị mắc bệnh. Thứ tư, thói quen. Người lười vận động dễ mắc bệnh polyp túi mật hơn người thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao. Cuối cùng là giới tính. Phụ nữ dễ mắc bệnh polyp túi mật hơn nam giới, nhất là phụ nữ sau sinh. Vậy, bệnh polyp túi mật là gì? Polyp túi mật là sự tăng sinh bất thường của hình thái tổ chức, mọc lồi lên trong lớp niêm mạc thành túi mật, đa phần là do cholesterol cấu thành. Polyp túi mật phân thành 4 loại: polyp cholesterol, polyp viêm, u cơ tuyến túi mật, polyp tuyến. Nếu không được giải quyết kịp thời, bạn sẽ gặp những biến chứng sau đây: nhiễm trùng đường mật, chảy máu đường mật, viêm loét dạ dày, tắc ống mật, viêm tụy cấp, xơ gan do ứ mật. Nhiều người bị polyp túi mật, họ băn khoăn là không biết có nên cắt bỏ túi mật, rồi sau khi phẫu thuật thì sẽ như thế nào, những rủi ro bạn sẽ gặp phải khi phẫu thuật polyp túi mật: đau đớn và mệt mỏi, buồn nôn và ói mửa, tổn thương ống mật, nhiễm trùng. Đặc biệt là khi cắt túi mật sẽ gây rối loạn tiêu hóa sau này như đầy bụng, chậm tiêu, chán ăn. Đặc biệt khi điều trị hết polyp túi mật, giúp bạn ăn uống ngon miệng hơn, hết đau vùng bụng, thắt lưng, không lo phải đi phẫu thuật, mang lại cuộc sống thoải mái, vui vẻ. Hãy cùng Birora theo dõi video tiếp theo để biết cách đánh tan polyp túi mật thông qua chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hàng ngày nhé. Cần hỗ trợ thêm thông tin, bạn vui lòng gọi đến hotline Birora 0909 542 938 hoặc số điện thoại 0962 158 661. Để biết thêm thông tin chi tiết, mời bạn truy cập website wendypolyptuimot.com, youtube.com/bilora tv hoặc đến dược phẩm Bilora tại số 32, đường 34, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn cụ thể. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Bilora TV.